đi qua tới Malai cái vô đổi tiền để xài, đi đó đổi. Như vậy thì tiền Việt Nam xài ở Malai không có được, tiền Malai mới xài ở Malai được. Ở Việt Nam xài tiền Việt Nam, ở Mỹ xài tiền Mỹ, ở Anh xài tiền Anh, ở Úc xài tiền Úc, ở tam giới. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Kinh Thập Thiện trong Đại Chánh Tân Tu tập 15, Phật nói: Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở tại chốn Long Cung Sa Kiệt La cùng với 8.000 chúng đại tỳ kheo và 32.000 vị đại Bồ Tát. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Long Vương rằng: Bậc trí giả biết thế rồi nên tu thiện nghiệp, và do đó sẽ sinh ra 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới đều được đoan chính, ai trông thấy cũng đều vui vẻ không chán. Bữa trước chúng ta học tới cái đoạn này. Quý vị có thường nghe kinh của ở trên trên book MP3 không? Tức là thường á, chúng ta nghe những cái bản kinh mà người ta đọc bằng MP3 á, ở trên YouTube á, nó gọi là book MP3. Book là sách á. Book MP3, tức là book MP3. Thì là có những cái người ta đọc những cái bản kinh á, mình muốn vào cái bản kinh nào thì mình nghe cái bản kinh đó. Thì ở đây á, bữa trước á, chúng ta học bậc trí giả biết thế rồi nên tu thiện nghiệp, và do đó sẽ sinh ra 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới đều được đoan chính. Tức là 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới ở trên thân của mình thì người đó tu mau đắc thánh lắm. Quý vị, tức là 5 uẩn đây nó nằm ở trên thân và tâm của mình, 12 xứ nó nằm trên thân và tâm của mình, và 18 giới nó cũng nằm trên thân và tâm của mình. Nếu người nào thường xuyên quán sát 5 uẩn, thường xuyên quán sát 12 xứ, thường xuyên quán sát 18 giới thì người đó sẽ đi đến trạch pháp. Quý vị ở trong kinh đó, chúng ta nghe nói tới cái từ trạch pháp. Mình có nghe từ này chưa? Trạch pháp. Nếu ai mà thực hiện 3 cái pháp quán này, người này sẽ đi đến trạch pháp. Mà một người đi đến trạch pháp thì người này sẽ đi đến sự tu tập đúng chánh pháp. Nếu người không có trạch pháp thì người đó không thể tu tập đúng chánh pháp. Nên trạch pháp này gọi là trạch pháp giác chi, gọi là trạch pháp giác chi, trạch pháp giác chi. Tức là cái chi là cái nhánh á, cái nhánh giác ngộ, mà nhánh này là trạch pháp giác chi. Trong 7 cái điều giác ngộ, tức là trong thất bồ đề phần, thất bồ đề phần, trong thức bồ đề phần, thức bồ đề phần tức là trong 7 cái điều và để đi đến cái sự giác ngộ thì gọi là thức bồ đề phần. Thì cái trạch pháp giác chi là một bồ đề phần, có nghĩa là nhờ trạch pháp giác chi này
mà người ta mới có thể tu tập được. Còn không có trạch pháp giác chi thì người ta không có tu tập được. Vậy tu là gì? À, tu là gì? Vậy mình nói là tại sao mà có cái này người ta tu mới được, còn không có cái này thì người ta tu không có được. Như vậy tu là gì? Mình nghe thường nói mình tu ha. À, mình nghe nói tu rồi mình mê lắm. À, mình nghe nói tu mình mê. Vậy tu là gì? Ví dụ như á, mình nghe nói mình tu, ấy, tu là tôi đính đính chùa nha, tôi gõ bể mỏ bể chuông nha, cốc 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 ha. Tu là tôi mặc áo tràng nha, đúng không? Tu là tôi đi từ thiện nha, rồi tu là tôi quy y nha, tu á, là tôi làm này làm kia làm cái nọ. Chứ thực ra tu là mình á, cũng làm, mà làm cái điều á, là loại bỏ các nguyên nhân đau khổ ở trong tâm. Cái chữ tu này á, nó có nghĩa là tu is that mean, nó có nghĩa là loại bỏ nguyên nhân đau khổ nơi chính mình. Cái đó gọi là tu đó. Loại bỏ nguyên, loại bỏ nguyên nhân, loại bỏ nguyên nhân đau khổ, nguyên nhân đau khổ nơi mình, nơi chính mình á, nơi chính mình. Loại bỏ nguyên nhân đau khổ nơi chính mình thì được gọi là tu. Vậy chúng ta hỏi tiếp một câu hỏi nữa là nguyên nhân đau khổ nó nằm ở chỗ nào và nó là cái gì? Thì cái nguyên nhân đau khổ này á, nó nằm ở trong tâm của mình. Tức là cái này nè, nó nằm ở trong tâm của mình. Cái nguyên nhân đau khổ á, nó nằm ở trong tâm mình. Trong tâm mình, nguyên nhân đau khổ nó nằm ở trong tâm mình. Do đó mình muốn loại những nguyên nhân đau khổ thì mình phải biết về tâm của mình, đúng không? Do đó mình phải biết về tâm của mình mới loại được. Đó, suy ra là mình phải biết về tâm của mình. Biết về tâm của mình, mình phải biết về tâm của mình. Mà muốn biết về tâm của mình thì mình phải có trạch pháp. Trạch pháp, trạch pháp có nghĩa là gì? Là mình thấy biết rõ phân biệt tất cả những cái nó nằm ở trong thân và tâm của mình. Trạch pháp có nghĩa là thấy biết phân biệt rõ ràng tất cả các thứ nằm trên thân và tâm của mình. Trạch pháp nghĩa là gì đó? Thấy biết một cách rõ ràng chứ không phải thấy biết bình thường đâu nha. Thấy biết, thấy biết rõ ràng, rõ ràng những thứ trong tâm và trên thân mình, trong tâm và trên thân mình, trong tâm và trên thân mình. Chúng ta phải thấy biết rõ ràng những thứ ở trên thân và ở trong tâm của mình thì như vậy gọi là trạch pháp. Mà muốn biết như vậy đó thì chúng ta quán, thực hiện thiền quán trên thân và tâm của mình. Do đó chúng ta thực hiện thiền quán trên tâm, thân và tâm của mình. Nên chúng ta thực hiện thiền quán, nên
À, mình thực hiện thiền quán. Thực hiện thiền quán. Chính mình. Quán có nghĩa là xem xét. Xem xét, quán chiếu, nghiên cứu, nhìn thấy những cái trên thân và tâm của mình. Để làm chi? Thấy biết rồi thì chúng ta mới đi đến một quyết định. Cái gì mà nó để lại mà làm cho chúng ta ăn vui thì chúng ta để lại, còn cái gì mà nó làm cho chúng ta đau khổ thì chúng ta bỏ nó đi. Sau khi thấy biết rồi thì mình sẽ bỏ những cái pháp nào làm cho mình đau khổ và giữ lại những pháp nào làm chúng ta an vui, và mình thực hiện điều đó. Đó gọi là tu. Bỏ. Tu á là bỏ những thứ, những thứ làm ta đau khổ. Bỏ những thứ làm ta đau khổ và giữ lại những thứ làm ta an vui. Giữ lại những thứ làm ta an vui. Và cái thứ ba á là luôn luôn thực hiện điều này. Luôn luôn thực hiện điều này. Chúng ta luôn luôn thực hiện cái điều này. Như vậy á thì mình á mới thấy rằng là tu á không có nghĩa là chúng ta nhảy vô chúng ta tu đâu. Mà cái điều đầu tiên á của người tu tập á là cái người đó phải quay lại nhìn mình, thấy mình, biết mình, rõ mình thì cái người đó mới tu được, mới gọi là cái người thực sự tu, cái người tu chân chánh, cái người tu chánh pháp, người tu đến đắc đạo. Là cái việc đầu tiên là phải quay lại nhìn, biết, rõ, thấy về mình. Như vậy á mà muốn nhìn, biết, rõ, thấy về mình á thì cái người này á phải ở trong một cái môi trường mà chính cái môi trường đó nó giúp cho mình rõ, thấy, biết về mình và bỏ đi những thứ làm ta đau khổ, giữ lại những thứ làm ta an vui, và luôn luôn thực hiện hai cái điều trên này. Như vậy cái môi trường mà mình làm được những điều đó đó, cái môi trường mà mình có thể nhìn thấy mình, cái môi trường mà mình có thể bỏ những thứ ác, cái môi trường mình có thể giữ lại những thứ lành, thì nó phải có cái môi trường. Tại sao người ta học, ta tới trường học ta học, tại sao đi chùa, tại sao á ta tu người ta lại vô chùa, tại sao đi học tới trường học học, tại trường học là cái môi trường tiếp thu tốt nhất. Tại sao người ta đi vô chùa người ta tu, tại vì vô chùa là môi trường tu nó tốt nhất. Tại sao người ta bỏ nhà bỏ cửa ta lên non lên núi ta tu, tại vì trên non núi là môi trường tu tốt nhất. Cái môi trường là gì? Là những cái xung quanh mình thôi chứ không có lạ gì hết á.
Nhưng mà những thứ xung quanh mình nó sẽ ảnh hưởng đến mình. Nên mình tìm những thứ xung quanh nó không ảnh hưởng tới mình, thì cái đó mới là môi trường tốt của tu tập. Quý vị đừng có bao giờ nghe người ta suối bậy. Chỗ nào mà tu chẳng được, tâm bình, thế giới bình, nghe nó hay lắm. Trà đình tủ điếm gì tôi vô tôi tu cũng được hết á. Sòng bài sòng bạc tôi vô tôi cũng được hết á. Tâm bình thế giới bình à, tâm mình an tức Phật. Cái đó là lý thuyết thôi, lý thuyết thôi. Ờ quý vị, nếu mà tâm của ông á đối cảnh còn sanh tâm thì vô tất cả những thứ đó ông đều sanh tâm ác. Có hiểu chỗ này không? Người nào đối cảnh không còn sanh tâm thì người đó vô những nơi đó mới được. Nhưng mà mình xét thấy mình đối cảnh còn sanh tâm không? Đối cảnh sanh tâm nghĩa là gì? Nhìn đẹp còn mê không? Nhìn xấu còn chê không? Còn chê với mê không? Đó, nhìn đẹp còn mê, nhìn xấu còn chê, vẫn mê vẫn chê là còn sanh tâm. Có nghĩa là chúng ta nhìn đẹp chúng ta sanh tâm đó, tâm mê đó. Nhìn xấu chúng ta sanh tâm chê đó. Phải không? À như vậy đối cảnh còn sanh tâm. Mà còn sanh tâm thì còn sanh nghiệp. Mà còn sanh nghiệp thì còn luân hồi. Mà còn luân hồi còn đau khổ. Vậy thôi. Nhưng mà mình lý thuyết là vậy đó. Nhưng mà mình đối cảnh nghịch lòng, đối cảnh thuận ý, thì cái giữa chợ đời á, nó hai cái cảnh này nó nhiều nhất đối với mình. Nên người ta muốn bỏ cái chợ đời đi, ta vào một cái nơi mà đối cái cảnh đó không có sanh tâm đó. Ví dụ như trước bàn thờ Phật có bao giờ sanh tâm tham không? Trước bàn thờ Phật có bao giờ sân với ông Phật không? Không phải không? À như vậy đối cảnh đó không có sanh tâm tham, sanh tâm mê, sanh tâm chê. Thì đối cảnh đó là môi trường tu đó. Quý vị hiểu không? Nên đừng có nghe người ta nói ở trong sách viết à, là chỗ nào tu được tâm thiền là chỗ nào cũng thiền, thiền đâu cần ngồi. Chỗ nào là tâm bình lặng là có thiền à. Nhưng mà ông có lặng không? Ông gặp bài ông sáp vô, ông gặp nhậu ông sáp vô. Có lặng không? Ông thấy đẹp ông cũng mê ông bỏ vợ vậy. Ông có lặng không? Quý vị không? Cái đó là những gì đắc đạo người ta nói. Ví dụ như vua Trần Nhân Tông, ngày sau khi ngày chứng đắc, ngài nói là cư trần lạc đạo thả tỳ duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia hư gia trung hữu báo hư tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Hòa thượng Thanh Từ ngài dịch ra là ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Có nghĩa là đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Cái người đắc đối cảnh vô tâm, còn mình không đắc đối cảnh hữu tâm. Mà tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, lục tổ Huệ Năng dạy tâm sanh chủng chủng pháp sanh, nghiệp nó sanh theo tâm. Có tâm có nghiệp, hết tâm hết nghiệp. Mà tâm gồm hai loại, đó là citta là tâm vương, và cetasika là tâm sở. À, chúng ta nghiệp ra có hai loại nha. Citta là tâm vương, cetasika là tâm sở. Tâm á, đây là citta, à, tiếng của Đức Phật Thuyết Pháp nè, tiếng Ma Cực Đà. À, citta là tâm vương. Tâm vương là vua của các tâm. Còn á, là cetasika là tâm sở, là sở hữu tâm á, là tâm sở. Như vậy á, thì nghiệp nó sanh ra theo tâm vương và tâm sở. Như vậy thì còn nghiệp nó còn dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Hết nghiệp mới hết sanh tử luân hồi. Như vậy á, quý vị, cái bổn phận của mình á, là đừng có để sanh tâm trước cảnh.
Nhưng mà không phải cảnh nào mình cũng sanh tâm đâu. Tùy cái loại cảnh mà mình sanh tâm khác nhau. Gặp vàng ta để hở mới sanh tâm tham, chứ gặp đống phân có tham gì nổi. Quý hiểu không? À, gặp đẹp mới bỏ vợ bỏ chồng, chứ gặp xấu quá ai bỏ. Có nghĩa là mình đối cảnh đó mà. Đối cảnh có nghĩa là mình tiếp xúc với cảnh đó, tiếp xúc với cảnh trần đó. Nên mình hiểu mình hơn ai hết. Tiếp xúc đâu nhiễm đó, tiếp xúc đâu phan duyên đó, nên mình tránh hết. À, tránh duyên hết để làm chi? Để chúng ta về nơi an tịnh. Bắt đầu vô nhà mình đóng cửa lại, cốc, cốc, cốc. Tiếng chuông mỏ rền vang chân chánh điện. Chấp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận con lời sám hối. Bên lại cái môi trường đó quý vị thấy không? Cái môi trường tu là môi trường ít sanh ra cái tâm bậy bạ. Mà cái tâm bậy bạ thì nó nương theo cái cảnh đẹp xấu, cái cảnh thuận ý hoặc nghịch ý. Cái cảnh đó nó khiến người ta tham, cảnh đó khiến người ta sân, cái cảnh đó khiến người ta hận, cái cảnh đó khiến người ta thù. À, nên người ta mới bỏ nhà bỏ cửa, lên non lên núi, bỏ cha bỏ mẹ tầm sư học đạo. Chứ ở nhà mà có đạo đi bỏ làm gì? Ở tại nhà mình có đạo tu thành Phật luôn á, thì Thái tử Siddhartha đâu bỏ hoàng cung để làm gì? Ngồi trên ngai vàng tham thiền nhập định cũng thành Phật như thường à. Nhưng mà đâu có được. Ngồi trên ngai vàng coi chừng sanh tâm thích vàng. Mà sanh tâm thích vàng tăng dục. Mà tăng dục là nguyên nhân của đau khổ, là tập đế, là do dục, là do ham muốn mà ra. Ham muốn sướng chết nữa. Mà Đức Phật dạy là ham muốn là nhân của khổ. Ham muốn là nhân của khổ. Hiện tại thỏa ham muốn, hiện tại mà thỏa ham muốn thì cái đó thì gọi là thọ lạc. Nhưng mà ham muốn này có thể thỏa có thể không, đúng không? Ham muốn là gì? Là sự khát khao muốn thỏa mãn trên dòng cảm thọ lạc của một trong năm uẩn. Đó là sự ham muốn của mình. Ai cũng có, chứ mình còn ngũ uẩn là còn à. Mà thân mình là ngũ uẩn đấy. Tức là năm món hợp thành. Cái xe thì vài chục món hợp thành. Cái nhà 5-6 món hợp thành. Cái nhà nè, sắt, xi măng, cát, đá, gạch, sơn, vân vân, tạo thành cái nhà. Con người mình Đức Phật dạy là sắc, thọ, tưởng, hành, thức à, hợp lại thành con người. À, sắc, thọ, tưởng, hành và thức hợp lại thành con người. Mà sắc không phải nó chỉ có một sắc, mà nó rất là nhiều sắc. Nó tới 28 sắc lại. Và thọ rất là nhiều thọ, tới 108 thọ lận. Tưởng rất là nhiều tưởng à, tới 6 cái tưởng chính lận. Hành rất là nhiều hành, tới 6 cái hành à, chính lận à. Thức rất là nhiều thức, tới 8 thức lận. Do đó một cái nó rất nhiều thứ tập hợp lại. Nên Đức Phật gọi cái chữ gọi là uẩn. Uẩn có nghĩa là tập hợp lại, chất chồng lên nhau, ngăn che chất chứa, nên gọi là uẩn. Nên 1, 2, 3, 4, 5 vậy là ngũ uẩn. Nếu mà 4 gọi là tứ uẩn, còn 6 gọi là lục uẩn. Nhưng mà đằng này có 5 nên gọi là ngũ uẩn. Đây nè, đây nè, ông này nè à, ngũ uẩn. Như vậy nói tới ngũ uẩn là nói tới ai? Nói tới mình. Nói tới ngũ uẩn nói tới con người. Nói tới ngũ uẩn là nói tới con người. Và nói tới ngũ uẩn là nói hết tất cả của thế gian. Thế gian cấu tạo bởi ngũ uẩn. Và con người mình cũng cấu tạo bởi ngũ uẩn.
Vì con người mình là nội ngũ uẩn, thế gian là ngoại ngũ uẩn. Xét về mặt bản chất, con người mình với thế gian này chẳng khác. Thân mình là cũng là tứ đại, cái bàn này cũng là một đại nè. Cái thân mình cấu tạo bởi đất, bởi nước, bởi gió, bởi lửa. Cái sắc uẩn này nè, sắc uẩn thì nó cấu tạo bởi bốn đại: đất, nước, gió, lửa. Và những thứ xung quanh mình cũng đều là đất, là nước, là gió, là lửa. Cái gì chúng ta thấy được đó, đó là sắc. Dầu cho quá khứ hay hiện tại, dầu cho tương lai, thì những cái gì chúng ta thấy được đó là sắc. Vì chúng ta nhìn thấy cái thân mình, chúng ta có thấy được không? Được, nó là sắc đó. Mà sắc nó gồm có bốn đại chủng hợp thành, đó là đất, nước, gió, lửa. Cái gì mà là sắc á thì do đất, nước, gió, lửa tạo thành. Cái gì mà đã là sắc thì do đất, nước, gió, lửa hợp thành, đây là sắc. Sắc là do đất, nước, gió, lửa hợp thành. Như vậy thế gian này xung quanh mình cũng là sắc mà, cũng là đất, nước, gió, lửa. Có ai nói là lửa trong lò thiêu khác lửa mình nấu cơm không? Có khác không? Gió ở bên Mỹ khác gió Việt Nam không? Nước ở bên Lào khác nước bên China không? Đất của Việt Nam khác đất Campuchia không? Như vậy có nghĩa là gì? Đất nước gió lửa là đất nước gió lửa, chẳng có gì khác nhau cả. Như vậy mà gọi mình là cao quý mà người kia thấp hèn đấy. Cái thân mình cũng là đất nước gió lửa cao quý nè, thân kia thấp hèn. Hoặc là thân mình rất hèn, thân kia cao quý. Cái đó gọi là kiến giải. Nhìn không đúng một sự việc thì Đức Phật gọi là tà kiến. Nhìn không đúng một sự việc thì gọi là tà kiến. Kiến là thấy, kiến là thấy mà là tà kiến. Tà kiến có nghĩa là gì? Nó như thế này mà thấy như thế kia. Nó A mà mình kết luận B, nó B mà kết luận A. Vì không thấy được sự thật của cuộc đời, tức là không thấy được chân lý, gọi là tà kiến. Cái sự thật gọi là chân lý, sự thật tiếng Pali gọi là sắc chá. Tiếng Pali gọi là sắc chá, là sự thật. Bốn cái sự thật, đây gọi là bốn đế, tứ đế á, Ariya sắc chá. Tức là bốn cái đế Ariya sắc chá. Ariya sắc chá là bốn sự thật cao thượng. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ, đó là kinh tứ diệu đế. Đế, cái chữ đế có nghĩa là sự thật. Trong tiếng Hán á, đế là sự thật. Còn tiếng Pali mà tiếng gốc của Đức Phật Thích á, thì chữ sắc chá có nghĩa là sự thật. Mà sự thật mình dịch ra là chân lý. Chân lý có nghĩa là nó như vậy, là như vậy, gọi là như thị, hoặc gọi là như như, là chân lý. Như vậy á thì nó như thế này mà mình lại nhận thức nó như thế kia, thì đó là không có đúng sự thật rồi, sai rồi. Đó là tà kiến. Tà kiến là nói sự thật như vậy mà mình không biết như vậy. Tại sao sự thật như vậy mà mình không biết như vậy? Mình bị vô minh. Vô minh là không thấy biết rõ những cái đang có. Tà kiến, không thấy sự thật. Vậy thì Đức Phật Ngài đến thế gian để làm gì? Trong Kinh Pháp Hoa nói là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, để giúp chúng sanh thấy biết rõ sự thật. Trong khi chúng sanh không biết rõ sự thật, nhờ tác nhân
của một vị đó là Phật tác động vào trong cách nhìn của mình. Nên chúng ta quay cái hướng nhìn về nhìn tất cả sự vật vạn hữu đúng như nó là, thì cái người đó trở thành chánh kiến. Chánh kiến nhìn y như vậy. Ngũ uẩn là nhìn đúng ngũ uẩn, tứ đại là nhìn đúng tứ đại, chứ không có nhìn vụ mắt hai mí, mắt một mí, mày đen mày thịt cùng đá cùng nước ở đây không lòng tiền gì hết. Cái thân đó là tứ đại à, là ông nhìn chánh kiến rồi đó. Và thân tứ đại này á, nó kết hợp đất nước gió lửa. Thân tứ đại này gồm 32 món ghép với nhau, đó là máu nè, mủ nè, nước tiểu nè, đàm nè, giải nè, ruột non, ruột già nè, phèo nè, phổi nè, răng nè, tóc nè, da nè, gương mà xương nè, thịt nè, gân nè, rồi tim nè, gan nè, phèo nè, phổi nè, nước miếng nè, lá lách nè, đại trường tiểu trường nè, vân vân, cộng lại 32 món. Mà khi bóc tách từng món một ra thì không có cái gì là đẹp cả. Nhưng mà nó gộp lại 30 món đó lại với nhau thì bắt đầu người ta tả nè nha. Đó, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tiết nhường màu da. Thấy ghê chưa? 32 món nó hợp lại thì Đức Phật gọi là 32 món bất tịnh. Hợp lại mà mình cho 32 món bất tịnh mà mình cho nó là tịnh, có nghĩa là đẹp á. Có khi nào hai cái món mà nó bất tịnh mà hợp lại thành món tịnh không? Hai cục phân hợp lại thành cục vàng không? Hai cục phân thì hợp lại cũng thành cục phân chứ. Vậy 32 món bất tịnh hợp lại thì thành cũng là một món bất tịnh, đúng không? Đúng không? Bây giờ ví dụ như hai cái cục phân không, mình cộng lại nhau thì thành cục phân bự thôi gì đâu, đúng không? Hai cục vàng cộng lại nhau thành cục vàng bự. Vì tại sao mà 32 món bất tịnh cộng với nhau có phải ra một món bất tịnh bự không? Đúng không? Mình đó, thân mình đó, thương thân này còn thương cái thân người ta nữa chứ. Sáng sớm em gửi gắm gì qua ánh mắt đen mà làm anh đêm về khó ngủ. Mới gặp nhau mà đã biệt ly, hồn anh theo mãi bước em đi, hồn anh hòa nhập trong luồng khói, lưu luyến bên em biết nói gì. Còn Nguyễn Bính còn đọc nữa: em ơi, lửa tắt bình khô rượu, đời dẫn em rồi say với ai. Say men rượu thì ngày mai ta tỉnh, say men tình muôn thuở vẫn còn say. Thôi đi ông, tỉnh giùm tôi cái đi, tỉnh giùm cái đi, hiểu chưa? Mà ngồi đó 32 nhóm bất tịnh cộng lại thành một nhóm bự bất tịnh đó. Ồ, có gì mình hung môi nữa chứ, vắng cái nó nhớ, trời ơi luôn. Có gì không? Kiến giải cái nhìn sự thật của một pháp. Nhưng mà quý vị nói người ta không có tin, đến một ngày người ta mới tin. Ngày đó là ngày gì? Một mai, mai một, một mai đó. Cái ngày đó, cái ngày đó đó, nghe chưa? Cái ngày đó đó, cái ngày mà thùng 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 ben ò e ó e đó, ngày đó. Mà mình á hay chấp lắm, mình hay cái bị á gọi là thường kiến. Thường kiến có nghĩa là tà kiến chấp thường, thường là còn hoài đó. Thường kiến có nghĩa là gì? Thân ai chết chứ thân mình nó còn hoài, không có chết. Ai xấu chứ mình đẹp hoài, không có xấu.
Ai già chứ mình trẻ mãi, không có già. Nên trong tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng muốn mình điều đó. Và nghĩ mình như vậy. 60 nghĩ mình nít luôn á. Tin không? Đem hình ra 18 ra tôi nè, tôi nè. Dạ giờ 81 rồi. Đánh số đề mà lật úp lật ngửa là nó khác nhau anh ơi. À, hồi xưa thì 18, còn bây giờ ở dưới này nè, chứ không phải ở trên. Hiểu chưa? Ngày xưa em của ngày hôm qua, em của ngày hôm qua của Sơn Tùng thì ở trên này nè. Thấy không? Em của ngày hôm qua, em của ngày hôm qua, em của ngày hôm nay 81. Như vậy mà trong tâm mình cứ ngỡ là mình 18. Người ta không có chịu người ta già. Nói già giận. Mà già thiệt. Lẫn mong chịu ngu. Không biết nó nói cái giận liền. Tôi lẫn chứ tôi đâu có ngu. Giống hệt nhau mà không biết ngu cái gì đâu. Như vậy mà ta cũng không chịu. Quý hiểu không? Con người ta chấp thường ở đây nè. Chấp thường có nghĩa là chấp cái gì nó phải mãi mãi. Nhưng mà xui, anh đang sống ở chỗ vô thường nha. Anh đang sống của tất cả các cái nó đều thay đổi biến dị. Anh đang sống trong cái đó. Mà anh nghĩ cái ngược lại. Anh đang sống trong cái vô thường mà anh nghĩ anh thường còn. Như vậy là cái sự thật nó diễn ra nghịch ý của anh rồi phải không? Đối với việc nghịch ý nó vui hay khổ? Ở vì cuộc đời là biển khổ tại chỗ chấp thủ này nè, trong tâm này nè. Vì cuộc đời là biển khổ là chỗ chấp thủ trong tâm nè. Giá như hôm ấy đừng mưa, giá như hôm ấy đừng đưa ai về, giá như hôm ấy mà tôi biết đạo thì ngày hôm nay trước khi hấp hối ra đi đâu có khổ như bây giờ. Giá như hôm ấy có tu à, ngày nay đâu đến đổi nó ngu như thế này. Đó. Nó khổ một cái là giá như không à quý vị. Nói gì? Giá như, giá như. Lỡ, lỡ. Thầy ơi lỡ rồi sao à, đó. Nó lỡ giết thành mày ghẻ luôn chứ sao. Lỡ là làm tầm bậy đó. Con người ta mỗi khi làm tầm bậy cái mình biện hộ cho cái làm tầm bậy mình. Lỡ. Hiểu không? Lỡ. Ở đây có ai lỡ không? Lỡ tới lỡ lối thành ghẻ luôn á. Tại vì làm nhiều quá, tầm bậy nhiều thứ quá nên nó lỡ từ đầu xuống chân, nó lỡ thành ghẻ luôn à. Hiểu không? Nó lỡ. Rồi á. Nó lỡ mà hết người rồi đó. Cái ngồi đó giá như là nối tiếc đó. Giá như có nghĩa là nối tiếc. Giá như xưa mình đừng có quậy. Giá như mà hồi trẻ mà tham thiền nhập định chứ đừng có đánh bài. Giá như hồi nhỏ mình giọng còn tốt, tụng kinh đừng hát karaoke. Giá như lấy tiền đi từ thiện chứ đừng lấy tiền là đi làm tào lao. Đến bây giờ tim lụng dầu mòn, đèn sắp tắt. Kìa tiếng ai như tiếng ma chơi quỷ hú, đang chực chờ đến rước hồn Lan. Lan và Điệp. Rồi lúc đó đúng không quý vị, làm sao? Ra đi có một mình à. Đi cái nơi mình không biết mà đi xa lắm. Thâm thẳm, mịt mù, không có tiền. Đi không có tiền mà không biết đường đi. Đi một cái nơi mà lạ lắm, thâm thẳm lắm, mịt mù đó, đó là luân hồi đó. Nẻo luân hồi là cái nơi mà mình đi tới. Không có biết đường đi. Và cũng không có đồng bạc nào mang theo. Cái mình thì bỏ lại. Cái mình không ra đi. Cái tâm không nó ra đi. Cái mình thiệt thì bỏ lại. Còn cái mình không thì ra đi. Vàng, bạc, nhà lầu, xe hơi, sổ đất. Chất lên cái một muốn tới nóc nhà luôn sổ đất á. Còn sổ ngân hàng chất cái muốn tới nóc nhà luôn.
Còn vàng mà đeo muốn gãy cổ hơn XO luôn. Mà đi đó quý vị không có mang theo gì hết, mang theo bốn cái tấm ván hòm thôi, tới lò thiêu nó cũng đốt luôn, đanh đạn. Còn gì đó, đứng ngoài này thôi, sao đốt hết rồi, sao đốt hết rồi, nói cà lâm không. Thấy nó đưa lửa vô, nó nhấn nút đỏ vô một cái ha, lửa nó cháy ào ào cái hòm cháy đó, rồi thân thể cháy đó, đứng đó nói cà lâm không, sao đốt tôi đó. Mà không phải người đâu quý vị, đứng chật bất lực, la làng dãy dụa, không ai thấy, không can thiệp được. Hồi còn sống ai đụng tới thân mình thì còn có pháp lực can thiệp, còn khi chết rồi đụng thoải mái, không ai can thiệp chứ, đốt luôn. Vàng của mình lấy luôn, nhà mình lấy luôn, xe mình lấy luôn. Bây giờ hồi sống nè, nó lấy một cái coi mình có la quải quải không. Khi chết nó lấy sạch bách khỏi hỏi. Con trai nè, con dâu nè, con rể nè, thấy không, con gái nè, nè chưa, còn chưa nói tới em ruột nè, em vợ nè, thấy không, chưa nói tới cháu nè, cháu nội nè, cháu ngoại nè, lạnh đứa nào nó lấy được cái nào nó lấy. Cái nào nhỏ nhỏ thì lấy lúc liệm, cái nào lớn lớn nó lấy sao. Nó nhỏ là khoảng rồi đó, lúc liệm á nó vô nó chia khoảng rồi ha, tiền mà đút túi rồi nhìn ra nhìn vô mà bó cái khăn lại 4-5 lớp rồi đó. Mình với thầy đi đám ma hoài thấy nhiều cảnh, cảnh mà bó khăn lại tiền 4-5 lớp ha, không dám xài đồng bạc thiệt đó, uống một ly cà phê 10.000 không dám uống đâu quý vị đó, đi mua ba cái cà phê mà cà phê hết đát đó về uống nước dảo không. Vậy mà vừa tắt hơi tiền cọc cọc lấy không còn bạc, vàng mà đeo này nè nó lột không còn miếng nào hết trơn đó, liệm cổ trắng nhách, nó đeo có cái viền á lột ra thấy trắng nhách. Ai mà đeo xi men này nguyên khúc này lột trắng nhách, biết dòng xi men 21 chiếc lúc liệm á, thấy cái tay mà trắng khúc nè, cái chỗ không có vòng á thì nó đen, tấm biển đó đen, còn chỗ có vòng trắng tát. Quý vị hiểu không? Nên ai mà cái tay mà trắng khúc là biết 21 chiếc dòng xi men nè, còn trắng như đây biết 7 chiếc. Nhớ chưa? Nhìn là biết liền ha. À, tại nó lột hết trơn rồi, mình chỉ còn thấy da không à. Nói vậy để cho mình giật mình, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẩm dạt vào, bừng tỉnh lại mới thấy một màu tan tóc. Cho nên thái tử Sĩ Đạt Ta đã giả từ hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Vì mình có dám bỏ cái gì đâu. Có chỗ bỏ mình chịu bỏ. Nói nào, thuyết minh hay quá ha. Cái này mà đi phiên dịch bị đuổi việc sớm mà ta nói hồi nào mà tự nhiên phiên dịch hà. Bởi vậy không có nói từ nào chứ á, mà dám nói thầy nói. Ai có kêu bỏ thùng công đức hồi nào đâu. Quý vị bỏ, quý vị có phước không bỏ, có miếng nào thôi chứ. Ai kêu bỏ hồi nào. Bỏ nhiều phước nhiều, bỏ ít phước ít, không bỏ không phước, gắng chịu, ai có kêu bỏ hồi nào. Nên khổ lắm. Quý vị á, mình ra đi á, nó lấy vàng lấy tiền để lại,
Nên lấy người khôn á, ta đổi vàng đổi tiền thành phước. Quý vị thấy á, đi ra nước ngoài, bữa trước đi qua Malaysia, nó xài cái đồng Malaysia, xài đồng gì ha, quên ha. Hả? Hả? Đồng rít hả? Phải không mà nghe? Mãi mãi thôi đi. Malaysia xài đồng gì đó, đổi đồng Malai đi. Đó chắc. Đi qua tới Malai cái vô đổi tiền để xài. Đi đó đổi. Như vậy thì tiền Việt Nam xài ở Malai không có được. Tiền Malai mới xài ở Malai được. Ở Việt Nam xài tiền Việt Nam. Ở Mỹ xài tiền Mỹ. Ở Anh xài tiền Anh. Ở Úc xài tiền Úc. Ở Tam Giới ở Tam Giới xài phước. Ở Tam Giới xài phước. Nên trước khi ra đi vào trong Tam Giới phải đổi vàng đổi tiền thành phước. Nhớ cái này nha. Không, cái này là nói gọi là nói cái với cái tâm á, đầy lòng bi mẫn đó quý vị. Thấy nhiều ra người ra đi giàu có không đem theo một chút nào để xài ở trong Tam Giới. Trong Tam Giới là trong những nẻo luân hồi á, người ta đi tới quý vị không có chút phước nào, phải nói thê thảm. Thầy tả chỗ không phước nè, cái chỗ mà sạch bách phước mà còn nợ người ta đó, ta gọi là địa ngục á. Ở nơi đó không có phước mà còn có nợ người ta nữa. Theo lẽ mình cho người ta, còn bây giờ mượn người ta mà giật. Đó là chỗ không phước, gọi là phước âm. Phước âm là trừ phước á, phước âm. À, phước mà âm. À, chỗ đó là phước âm á. Nên bữa đó tôi gặp cái chú kia là chấm này là sống thoải mái không? Ông là cấp này xài tiền âm không thầy ơi? Nói là ủa chưa chết xài tiền âm gì? Ông là tiền âm là tiền mượn người ta đó. Tiền dương là tiền mình có, tiền âm là tiền mượn là thiếu nợ, gọi là tiền âm. Ở đây có ai xài tiền âm không? Tiền âm là mắc nợ đó. Mình làm 10 đồng xài 20 là tiền âm. Còn làm 10 đồng xài 5 thì tiền dương. Nên hơn thua nhau không phải nhiêu đồng, mà hơn thua nhau ở chỗ cuối năm là chỗ âm dương á. Cuối năm á, cái người mà giàu với người nghèo là chỗ âm dương á. Cuối năm á, ông làm gì không biết, ông còn dương á là ông thắng. Còn ông làm tổng giám đốc, dám gì tôi không biết, dám suối gì không biết, mà cuối năm ông xài tiền âm là ông thua tôi. Hiểu chưa? Tháng ông thu nhập 100 triệu, nhưng tới cuối năm ông tiền âm. Tháng tôi thu nhập có 2 triệu à, cuối năm tôi tiền dương, tôi còn dương vài trăm ngàn. Hiểu không? À, do đó quý vị sống á thì nên xài tiền dương, đừng có nên xài tiền âm. Xài tiền âm nó gần âm phủ lắm. Xài tiền âm á, nó gần âm phủ. Nên ở trong Tam Giới người ta xài phước. Nên cái người khôn á, người ta đổi vàng đổi tiền thành phước. À, đổi vàng đổi tiền thành phước đây. À, đổi vàng đổi tiền thành phước. Ở nơi nào? Ở trong Tam Giới là nơi nào? Đó là nơi lấy 6 căn làm đối tượng để sống, để vui. Đó là dục giới. Dục là lấy 6 căn để chúng ta thỏa mãn với cái trần cảnh. Tức là đối tượng của dục giới là trần cảnh. Thì chúng ta sống trong trần, chúng ta lấy 6 trần làm vui, thì cảnh đó gọi là cảnh dục. Ví dụ mình nhìn thấy vui, mình nghe thấy vui, mình ngửi thấy vui, mình nhìn là mình xúc chạm mình thấy vui, mình nếm mình thấy vui, mình nghĩ tới mình thấy vui, thì cái đó lấy 6 trần làm vui thì gọi đó là cõi dục.
Lấy tâm thiền, lấy tâm thiền làm vui thì đó là gọi sắc. Lấy tâm định làm vui thì gọi vô sắc. Vô sắc là định nha, rồi sắc là thiền nha, dục là trần cảnh nha. Quý vị biết á, là ba cõi chưa? Cái cõi dục á, là lấy đối tượng làm trần, là trần cảnh. Cõi sắc lấy đối tượng là tâm thiền. Cõi vô sắc lấy đối tượng là tâm định. Nên cõi trần cảnh này gọi là cõi thô, còn cõi thiền là cõi tế, còn cõi định là cõi vi tế. Nó có ba cái cảnh giới mà chúng sanh đạt được. Cái cảnh thô này nè, là đa phần sung sướng là phải xúc chạm, hai cái đụng với nhau, ăn cũng cái món ăn phải đụng vô miệng, mùi phải mùi dính vô lỗ mũi, xúc chạm phải đụng tới để làm vui là cảnh thô. Còn cái cảnh đó thiền là tế thôi, hiểu chưa? Thiền là tế, ta chỉ nhìn thôi, ta chỉ nhìn thôi là vui vậy, chỉ nhìn vậy là được rồi đó, không cần đụng gì chân á, là nó xa hơn là nó tế. Còn cõi định á là chỉ nghĩ tới thôi, tưởng tới thôi, nghĩ tới thôi là vui vậy, nó vi tế nữa. Người ta lấy cái vui nó bằng cái nghĩ tới thôi. Còn kia lấy cái vui á là với cái nhìn thôi. Nên nhìn là đối tượng của nhìn gọi là sắc giới. Sắc giới, sắc giới là người ta phải nhìn cái hình sắc đó người ta mới vui được. Còn vô sắc là không cần đâu, nghĩ tới là được rồi, không cần đâu, không cần sắc gì đây, không cần nhìn gì đây chứ, còn không cần dục gì hết á. Nên cảnh là cảnh vi tế. Mình hiểu cái tam giới chứ. Tam giới nghĩa là các loài chúng sanh người ta sống như vậy đó. Có loài nhìn là thỏa mãn hả? Có. Đó là cảnh sắc giới. Nhìn là thỏa mãn hả? Tiên nam tiên nữ nhìn cái này xong. Nhưng mà người đời của mình có nhìn cái đâu có xong đâu. À có gì không? Con đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về. Khác chưa? Người ta nhìn còn này là mình xúc chạm. Quý vị không? Sự thỏa mãn của dục, sự thỏa mãn của cảm thọ lạc thì bằng sự xúc chạm. Ăn cũng phải đưa tới cái lưỡi, ngửi cái mùi phải bay tới lỗ mũi. Còn muốn nhìn thì phải tạng mặt, nhìn chằm chằm, stare at, nhìn chằm chằm. Còn mà đụng thì thôi rồi, cái đồ đó cao lắm, đồ đó đồ nặng lắm, đồ xúc chạm. Cõi mình cõi thô phù. Ở đây chúng ta không có nói đúng sai, mà chúng ta đang nói đặc tính của cõi. Chứ quý vị đừng có đem cái tâm tưởng mình ra mình suy nghĩ tầm bậy đi. Ta đang nói tới đặc tính của loài chúng sanh cõi. Còn đằng này á, ta nói tới đâu cái mình nghĩ tới mình không à. Nó khổ vậy đó. Hiểu không? Con người mình không thoát ra khỏi cái tôi, nên không nhìn được thấy pháp. Cái đó gọi là hữu ngã. Chừng nào ta thoát khỏi cái tôi là vô ngã thì mới nhìn thấy được pháp. Vô ngã nghĩa là gì? Anatta. Anatta là vô ngã. Vô ngã nghĩa là gì? Vô ngã có nghĩa là mình hiểu được không có cái gì là nó, không có cái gì là pháp, mà có nó, có một pháp đó là do nhiều cái khác hợp thành, chứ không có bao giờ có một cái là chính nó, mà có nó phải do duyên của nhiều cái hợp thành. Và khi có duyên hợp thì bắt buộc nó phải có sự tan rã của nhân duyên. Nên thế giới này là thế giới gì? Hợp tan. Hợp tan nên gọi là sanh diệt. Hợp là sanh, tan là diệt. Nên thế giới đó gọi là thế giới sanh diệt. Hợp có nghĩa là hình thành, tan có nghĩa là hoại diệt. Nên thế giới đó gọi là thế giới sanh diệt. Mà hình thành hoại diệt do nhiều cái nguyên nhân khác nhau, nên ta gọi là thế giới của nhân duyên sanh khởi.
Nhân, nhân tức là cái để hình thành nên cái quả. Duyên là cái nhiều cái để hợp lại thành một nhân, và nhiều cái để hợp lại thành một quả, nên gọi là nhân duyên sanh khởi paticca, tiếng Pali á. Mà nó tương tục, nó quấn với nhau theo 12 thứ, nên gọi là thập nhị nhân duyên là vậy đó. Nên không có bao giờ cái gì gọi là độc lập hết á. Mà cái này nó lệ thuộc, nó phụ thuộc cái kia. Thằng này nương vào thằng kia để hình thành, nên gọi là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Muốn có mình phải có cha mẹ mình. Mà có cha mẹ mình, cái đó là mình nói về con người thôi nha. Còn phải có đồ ăn, thức uống, có nhà, có cửa, có bao nhiêu thứ mới có mình nữa. Chứ không phải đơn giản chỉ có cha, có mẹ là có mình đâu. Mà có bao nhiêu thứ nó lệ thuộc kèm theo nữa, đó là duyên đó. Duyên giống như điều kiện để sanh ra một phản ứng vậy đó. Rất là nhiều điều kiện để sanh ra một phản ứng. Tất cả các cái trên đời này muốn hoại diệt đi, có một duyên lớn nhất, đó là sức nóng của mặt trời, nó đốt cháy. Nên trong kinh đó là tam giới như hỏa trạch, có nghĩa là tam giới như nhà lửa. Cái duyên lớn nhất để tan rã của tất cả các pháp, đó là nhiệt độ. Nó đốt cháy không? Đốt cháy liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Nước đá nó có tan không? Đặt cái đó trong nước đá nó có tan hay không, chứ không phải nước đá thiêu có tan không. Ví dụ có một cục thịt đặt trong cái cục than, cục thịt đặt trong nước đá, cái nào tan? Cái cục thịt ta đặt trong cái cục lửa, cục thịt đặt trong nước đá, cái nào tan? Trong lửa tan phải không? Trong nước đá đâu có tan phải không? À, vậy thì ở đâu có nhiệt độ? Ở đó có sự tan rã. Vậy thì cõi chúng ta sống ngày nào mà không có nhiệt độ? Nó đốt tới ban đêm luôn. Ban ngày đốt đã mặt trời, ban đêm đốt mặt trăng với các vì sao nó đốt. Không có trăng, không có sao thì chính cái quả đất của mình nó đốt. Ý quả đất mình lửa đâu đốt? Có hai cái ngọn lửa quả đất. Trong cái trung tâm, cái center của cái quả đất mình là một túi lửa. Và trên bề mặt của quả đất á, thì là do đất với đá đó, nó có tính chất thu nhiệt. Nó có tính chất thu nhiệt. Khi mà ban ngày mặt trời chiếu vào trong quả đất, nó sẽ thu cái nhiệt độ nó lại, nó chứa đó. Và ban đêm không còn mặt trời thì bắt đầu nó tỏa cái nhiệt nó ra. Mà nhiệt nó là sức nóng, sức nóng nó vẫn đốt. Nên ban ngày chúng ta bị đốt trực tiếp bởi mặt trời, ban đêm bị đốt bởi trái đất, mặt trăng và các vì sao. Quý vị á, thường thường người ta ra ngắm trăng mà, nàng tiên xõa tóc bên bờ suối bắt đầu ngắm trăng, phải không? Trăng nằm sóng sổi trên cành liễu, đợi gió thu về để lả lơi. Em sợ Lan Quân em bắt được nghi gì tùm lum la. Ra ngắm trăng ba bữa mặt đang thui. Tin đi, trăng ăn. Trăng nào ăn? Mặt trời nè, mặt trăng nè, trái đất nè, mặt trời chiếu thẳng lên mặt trăng phản xạ ánh sáng xuống trái đất. Mà ánh sáng nó mang cái nhiệt độ, do đó mình ra trăng mà mình không có đeo khẩu trang, nó đang thui, nó đang đốt. Nhưng mà tại vì nó đốt, cái nhiệt độ nó quá nhẹ, cái ánh sáng nó quá nhẹ, cái hạt photon nó bay đi nó quá nhẹ, chứ không phải là không có đâu. Cháy hết. Ngôi sao nó cũng đốt nữa. Ngôi sao là gì? Ngôi sao á là một cái hành tinh mà khi mặt trời chiếu vào ngôi sao á, thì ngôi sao nó mới phản xạ ánh sáng xuống cái trái đất của mình. Mình thấy vậy thì cái ánh sáng đó cũng ăn vô mặt của mình á, ăn cho da của mình á. Nhưng mà mặt trời thì nó ăn mạnh nhất, cái nhiệt độ nó mạnh nhất. Vì thế gian này luôn luôn bị đốt bởi ban ngày, bởi ban đêm, nó đốt liên tục. Vậy thì thông báo, announcement,
một ngày nào đó sẽ bị tan chảy. Nó đốt mà, nó đốt đủ lửa tan vậy đúng không? Nó đốt là phải tan chứ không lẽ đốt không tan. À, một ngày nào đó sẽ tan chảy. Sẽ chảy tinh đi, nên không ai còn mãi mãi với thời gian này đâu. Bất kỳ ai mà còn sanh diệt, còn sống ở trong tam giới này đều phải bị tan, đều phải bị rã với thời gian tất cả. Nên ai có mắt tuệ này nè, cũng có nhiều thời gian đó, có 5 tiếng đồng hồ, gọi là cái quỹ thời gian 5 giờ. Ví dụ nha, ví dụ có 5 giờ. Cái người mà không được khôn á, 5 giờ hát karaoke rồi chết. Hát karaoke, karaoke rồi đây. Cái người không được khôn á, ta hát karaoke rồi đây. Còn người khôn chút nữa đó, ta dành thời gian này đi kiếm money, tìm tiền. Cái người khôn khôn chút đó, tìm tiền cho người này, cho người kia. À quý vị, còn cái người mà khôn sâu á, nghĩa là khôn sâu á, tranh thủ tu, tranh thủ tu chứ cũng chưa nói đàm thánh gì hết quý vị. Tranh thủ tu, cái người khôn sâu á, quý vị biết khôn sâu, họ nín thinh, họ tranh thủ tu. Quán thân trên thân, quán cảm thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Làm việc thiện nào thì họ làm việc thiện, làm việc bỏ việc ác nào thì họ bỏ việc ác, giữ được giới nào họ giữ. Cái người khôn sâu, họ không nói ai chứ, rù rù rì rì. Bây giờ hát karaoke cuối cùng đi xuống địa ngục. À, có tiền á, một đống cũng để lại cho người khác, chỉ có tu mới là cái của mình. Nên người khôn sâu, họ tư duy. Nói vậy không có nghĩa là họ không vui chơi, họ không tìm tiền, nhưng mà chơi vừa đủ, tìm vừa đủ để sống, hiểu không? Họ chơi vừa đủ thôi, họ tìm vừa đủ thôi, họ biết dừng lại, tức là họ biết dừng lại đúng lúc. À, right stop here, dừng lại đúng lúc. À, họ biết dừng lại đúng lúc. Nói để quý vị suy nghĩ thôi. Đúng lúc nào? Sáng ra nhìn mặt thấy rụng cái răng, sáng ra nhìn mặt chân chim nó dẫm, lúc đó đó, cái lúc mà thấy cái tóc mình có một sợi bạc, cái lúc mà thấy con mắt mình nó nhăn, lúc mà thấy làn da nổi đồi mồi, lúc đó dừng đi, dừng đi. Cả kêu kìa, bởi là ai? Mau về niệm Phật ăn chay mới là. Sửa tâm cho được thật thà, sớm chiều tu niệm liên hoa mới đắc thành. Nên nói quý vị, nhầm khi á mình bị trần nó lôi mình không có hay, tại vì chúng ta sống trong nghiệp, bị nghiệp nó lôi, bị nghiệp nó dắt, bị nghiệp nó cản, bị nghiệp nó cuốn, bị nghiệp nó che, nên chúng ta không còn thấy gì nữa, chỉ đấu tranh với nghiệp mà thôi. Kể cả suy nghĩ của mình, chỉ là định hướng của tâm đều ở trong nghiệp hết. Chúng ta sống ở đây toàn sống trên quả báo của nghiệp. Cái tướng mình sao cũng là nghiệp nó nặng đó. Cái tư tưởng mình nghĩ cái gì cũng là nghiệp nó ấy đó. Mình nhận thức cái gì cũng là nghiệp đó. Mình không tin đâu. Con chó thấy đống phân đó là thơm. Con bò tót thấy cái màu đỏ nó thành màu đen. Chư thiên thấy nước là lưu ly. Con người á thấy nước là nước. Quỷ á
thấy nước á là máu, con cá thấy nước á là không khí. Do đó nghiệp của các loài nên nhận thức tất cả các thế giới nó sai biệt. Cái nhận thức là cái mình biết về thế giới á, là nó tùy vào nghiệp của mình hình thành ở kiếp sống nào, ở loài nào, ở trong tam giới, trong bốn loài sanh. Chứ không phải cái biết của mình là cái vĩ đại gì đâu. Cái biết của mình cũng chẳng qua là sản phẩm của nghiệp mà thôi quý vị. Nên người ta không theo cái biết luôn, mà người ta chạy theo cái trí. Trí với thức khác nhau. Thức là cái biết, trí là tuệ. Trí là tuệ, thức là cái biết. Nên cái biết này nó phụ thuộc nghiệp, mà tuệ thì không. Tuệ có nghĩa là gì? Là trí tuệ. Mà trí tuệ nghĩa là gì? Trí tuệ là biết rõ tất cả các pháp có thật đang hiện hữu, là trí tuệ. Còn tất cả các pháp đang hiện hữu mà không biết thì gọi là vô minh. Còn tất cả các pháp đang hiện hữu thế này biết thế kia gọi là tà kiến. Còn tất cả các pháp đang hiện hữu như thế nào biết y như thế đó thì gọi là trí tuệ. Mà muốn có tuệ là gì? Thì mình biết y như các pháp thôi, là mình làm tăng trưởng trí tuệ lên thôi. Mà có một cách làm tăng trưởng trí tuệ nhanh nhất, trực tiếp nhất, đó là thiền quán Vipassana. Đó là quán tư niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, trong từng sát na một, trong cái hiện tại hiện tiền này. Đi rồi biết đi, mình á, đi rồi biết đi, đứng rồi biết đứng, nằm rồi biết nằm, ngồi rồi biết ngồi, mặc áo rồi biết mặc áo, mặc quần rồi biết mặc quần, đánh răng rồi biết đánh răng, suy nghĩ rồi biết suy nghĩ, cảm thọ rồi biết cảm thọ, tâm khởi rồi biết tâm khởi, suy nghĩ ác rồi biết suy nghĩ ác, suy nghĩ thiện rồi biết suy nghĩ thiện, làm tầm bậy biết làm tầm bậy, làm đúng biết làm đúng. Là những cái gì nó đang diễn ra sự thật ở trên con người của mình, mình quay lại mình nhìn mình biết nó, thì đó được gọi là hồi quang phản chiếu. Là cái cách tu á của nhà Phật là hồi quang phản chiếu, để biết những cái gì nó đang hiện hữu. Mà biết cái đang hiện hữu gọi là trí tuệ. Nên người nào thiền quán Vipassana gọi là thiền minh sát tuệ, trí tuệ phát sanh. Làm thử đi 3 năm thôi, nó sáng sẹt sẹt liền. Cái gì cũng biết chứ. Cái gì nổi trên mình cũng biết hết. Mà mình biết hết mình có nghĩa là biết hết người. Mình với người giống nhau. Nó lạ. Và mình biết hết mình sẽ biết hết thế giới. Tại thế giới còn ngũ quẩn. Mà mình biết hết ngũ quẩn mình thì mình biết hết ngũ quẩn thế giới. Nó lạ không? Như vậy muốn biết hết tất cả thế giới là trí tuệ toàn giác, thì hãy biết tất cả về mình. Muốn biết tất cả về mình không có cách gì khác hơn quay lại nghiên cứu mình. Mà nghiên cứu mình thì gọi là minh sát về mình. Đi biết đi, đứng đứng, nằm biết nằm, ngồi ngồi là biết thân. Rồi á là cảm giác của tâm, là cảm thọ. Rồi tâm khởi, rồi tất cả các pháp liên quan để đoạn diệt hay giữ lại của tất cả các pháp như thế này. Thì đó là cái phương pháp tu khoa học, nhanh, gọn, lẹ. Và nhờ mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ để hoàn cảnh chúng ta thuận tiện trên đường tu. Mình đi đây ra tới Hà Nội là mình phải đi. Còn có nhiều người giúp chừng nào chúng ta đi mau đến chừng đó. Thì chư Phật, chư Bồ Tát, thầy tổ mình là những người giúp cho mình đi mau đến. Nhưng mà mình phải đi thì mới tới. Còn mình không đi thì không tới. Mà mình đi thì gọi là tu. Còn người ta giúp đỡ trên đường đi mình gọi là gia hộ. Phật, Bồ Tát chỉ có gia hộ chứ không có đi thế. Nên nhầm khi mình cầu Đức Phật A Di Đà rước mình về Tây Phương Cực Lạc, nhầm khi mình cầu theo cái kiểu đi thế làm tu gọi là mê tín. Còn mình cầu Phật gia hộ để mình tu cho đạt được nhất tâm bất loạn của tâm để Đức Phật rước á, là đó mới đúng. Đức Phật ngày ra điều kiện là mình niệm Phật cho đến tâm được an ổn, tâm được an lạc, cho đến tâm mà không còn động loạn. Thì mình tự mình làm được điều đó, được Phật rước thì cái đó mới đúng. Chứ không phải là cầu Phật rước khi mình không có tu là mê tín gì đó. Không có chuyện đó. Không có chuyện không đi mà dẫn tới là tu dùm. Nên chúng ta cầu Đức Phật A Di Đà rước mình có nghĩa là tu dùm mình đó. Không có chuyện đó. Đức Phật A Di Đà chỉ gia hộ thôi chứ không có tu dùm. Bồ Tát với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thầy tổ của mình, cửu quyền thất tổ của mình chỉ gia hộ thôi chứ không có tu dùm.
Gia hộ là giúp đỡ trên đường. Ví dụ như đi giúp đỡ cơm cho mình ăn, đi giúp đỡ xe cho mình đi, đi giúp đỡ chỗ ngủ cho mình ngủ, đi giúp đỡ chỗ giặt quần áo cho mình có cái phương tiện để đi, có thể giúp đỡ tiền cho mình đó, đi ở trên đường hành lý, dần dần. Nhưng người đó không thể nào đi thay mình, nên tu không có tu dùm, không có tu thay, chỉ có giúp cho mình tu mà thôi. Mình hiểu cái đạo lý này á thì người ta mới sáng ra, người ta mới lo tu, chứ còn bằng không á nha. Trời ơi, bỏ một dĩa trái cây giá đủ thứ, bỏ một dĩa trái cây 30.000 bạc, cho con quệ tâm, quệ tánh, quệ nhãn, quệ nhĩ, quệ tỷ, quệ thiệt, quệ thân, quệ ý, siêu phàm nhập thánh, trực giảng Tây Phương. Ở đâu ra, ở đâu ra dĩa trái cây mà đổi dữ vậy, ở đâu ra? Có hiểu không? Bởi vì mỗi khi thầy ra ngoài Bắc á, mấy cô ngoài Bắc giái hay lắm, mình nghe mà nó giòn luôn, giái mà thuộc lòng mà giòn luôn nha. Mình lắng nghe nó giái gì mà không thuộc nổi thằng hay thiệt, mấy cô hay lắm. Bài bản nha, bài nào ra bài đó nha, quay qua bàn bà là giấy, cái bà quay qua bàn ông giấy, ông quay qua bàn Phật giấy, Phật quay qua bàn tổ là có bài hết. Mà người Nam mình không bằng nha, người Nam mình nhầm khi còn dấp ổ gà rồi nha, còn ở bển là như đường băng cái terminal của sân bay vậy đó, chạy vậy đó nha. Còn Nam mình còn hay giấy dấp ổ gà dữ lắm, có nghĩa là nguyện vậy đó, mình còn sững sững dấp ổ gà lạc đường hẻm đồ tùm lum, còn phải là đi được băng của sân bay terminal đi một ép cái dò họt cái dọc không đúng không sai. Có gì chỉ có sai đúng cái chỗ là đi mà không tới là sai, tại đi tầm bậy, còn đi tới thì đúng, còn đi cách nào tùy ông. Ông đi máy bay cũng được, đi bộ cũng được, đi xe đạp cũng được, đi xe hơi cũng được, lội bộ cũng được, lội sông cũng được, miễn sao không tới thì thôi. Nên đó, mỗi người đều có những cái nhân duyên hoàn cảnh khác nhau để đi, chứ không ai giống ai cả. Mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người, mỗi kiểu, mỗi tông, mỗi khác, mỗi phái, mỗi khác. Nhưng cái quan trọng nhất là đoạn diệt hết tất cả nguyên nhân đau khổ là Niết Bàn. Vậy thôi. Còn điện diệt, đoạn diệt cách nào tùy ông đi. Hết giờ nghỉ. Bữa sau không tiếp. Rất là cảm ơn toàn thể quý vị bỏ ra gần tiếng rưỡi để người ta có một cái buổi học hôm nay. Tuy rằng là thầy dạy cũng những cái bình thường ở trong cuộc sống này thôi, nhưng mà quý vị hiểu hết những cái bình thường mới trở nên phi thường. Đừng có bao giờ quý vị tìm những cái phi thường mà những cái bình thường không có biết. Nó là lý thuyết đấy. Đừng có bao giờ trên lý thuyết, mà hãy biết lý thuyết rồi, từ những bước đi chập chững của mình đi lên thì mình đi mình mới tới. Chứ lý thuyết suy nghĩ không có tới đâu. Suy nghĩ không có tới thì đi mới tới. Đơn giản vậy thôi. Mình có tu mới đắc. Định chúc cho quý vị một đêm sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời toàn thể quý vị đứng lên chúng ta hồi hướng á. Nguyện đêm công đức này hướng về khâm tân ca đệ tử và chúng sanh